Rồi, bác thị trương cúng này, còn một hình ảnh nhé. Rồi đây 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 đây, bác thị trương cúng đây đây. Ồ trời, trường 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 quá này, bác quay đây cái hình cái miệng bé uống nhé. Đây 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 đây, bác thị trương cúng đây đây đây, trương quá này, nằm chỗ ra cho cúng này. Rồi bà đứng góc này bà quay nha. Đây đây, nín tiếp này. À, bác thủy thương cún này, bác thủy thương cún này, đây đây này. Ôi dồi ôi, trường cún giỏi quá bà ơi, bạn này cho nhìn cái chú cái miệng bé bé chút xíu nha. Rồi tiếp bà để đó, bà nhìn nhé. Đây là bác thủy thương cún này, nín nín rồi, tập bây giờ lên đô rồi đó, bây giờ bú vô phát là ngậm rồi đó, này vừa quen hơi đó. Thôi bác sĩ cảm ơn cún nha, trời ơi bác sĩ Trương này, hôm nào nay chồng nhớ mời tôi nghe không. Không rồi, giỏi quá mẹ Trang, giữ tay này, giỏi quá rồi. Để nè, bà quay không có đẹp, để bác sĩ bác quay cho nó. Ờ à, đúng rồi. Không, khi em bé há miệng ra á, cái môi dưới này em dịn đó, dịn này hết cái này vô. Đúng rồi. Đó. Gặp bác thủy này bị hay đúng không con? Nó không cún. Cún giỏi quá nha. À, mẹ Trắng gọi mẹ Tăng Tháo ra nằm lại nào. Cho mẹ xin nha. Rồi, cho mẹ xin. Để lên mũi. Để lên mũi nha. Đau không? Tuyệt vời không? Bạn cún giỏi quá nhà, vô cứng như này mà bạn cún cũng búi được, giỏi quá chừng luôn. Ấp vô chú luôn, rồi ấp mặt vô rồi mới được đối tay, khóa tay lại nào. Rồi, luôn hết luôn dùng. Rồi, cuốn giỏi nha. Rồi, cứng như đá luôn rồi. Không, để đầu tiên lên mũi. Nào, khi con há miệng ra cái môi khoảng, chưa được. Tháo nào, môi này không có tốt này. Thấy không, thấy mùm mùm không? Em nhìn này, khi con há miệng ra, em để đây, khi con há miệng ra cái môi nó ở đây. Đúng không, em dìn chỗ này vào cái môi dưới luôn này. Giữ 10 giây nha. Ổn định rồi, thấy ổn định chưa? Tháo tay ra. Cún giỏi quá nha. Bác sĩ cây con khớp nè. Ôi, môi rộng quá. Rồi, giỏi quá chừng luôn. Này, dịch không ra này. Các mẹ biết là ngực này cứng lắm nha. Cứng như tảng đá vậy nha các mẹ. Nhưng mà cún vẫn ngủ được. Cún được thực hành quá nhiều rồi. Giờ cún giỏi lắm rồi. Bữa sau đi thi bú nha cứ. Rồi, tháo ra nằm lại. Không cần bỏ xuống đâu. Để trên mũi. Đúng rồi, chính xác như vậy. Giữ lại khoảng 10 giây cơ mẹ. Giờ bé ú ổn định, khi nào con thấy con mút ổn định 5 đến 10 giây thôi, mẹ tháo ra, rồi tháo tay ra. Rồi cuốn bú từ từ thôi, sao có gì. Sửa sụn nhiều thì bắt buộc phải một. Mẹ thấy cầm nó lún sao vô không? Sâu ơi là sâu này. Ngực này đang rất cứng nha các mẹ. Các bạn nhìn nha. Tai, vai, hông, thẳng hàng. Cổ ngửa ra tối đa. Khi cổ ngửa ra tối đa, mẹ Trang nhìn này, mẹ đang đứng thẳng, thẳng tay này này. 2/3 cái đầu này sẽ nằm bên ngoài cái tay này ha. Tay này thẳng và song song với bé và song song với người luôn. Chứ tay nhiều khi thẳng mà thẳng ra đây cũng không được ha. Rồi, hai cái chân này nhìn, các bạn nhìn này. Bé khóa chân này, mẹ khóa chân rất tốt này. Chân này xuống đây là vuông góc với phần hông luôn ha. Bỏ qua đây được này. Thấy chưa? Tốt quá. Người ta cho bú tới 4 năm tuổi luôn á. Hôm nay thấy ca này đẹp nhất con. Em đẹp nhất hôm nay nha cún ơi. Không dám đăng hình vú mẹ lên chứ thật. Vú này mà đăng lên Facebook nó khóa mình. Nhưng mà thật sự là
muốn đăng lên cho các mẹ học hỏi, các mẹ khỏi tự ti. Các mẹ nhiều khi các mẹ ti đẹp mà vẫn tự ti. Còn đây thấy không, bố vô nhìn đâu thấy gì nữa đâu.